Bộ Công an vừa hoàn tất dự thảo lần thứ tư luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, đề xuất một số quy định mới. Trong đó, tại Điều 33 quy định điều kiện phương tiện tham gia giao thông đường bộ, dự thảo lần thứ tư yêu cầu xe cơ giới, xe máy chuyên dùng khi tham gia giao thông phải có thiết bị giám sát hành trình, thiết bị thu thập dữ liệu hình ảnh người lái xe, dữ liệu hình ảnh đảm bảo an toàn hành trình theo quy định. Theo dự thảo, xe cơ giới gồm xe ô tô, rơ móc hoặc semi rơ móc được kéo bởi xe ô tô, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự, kể cả phương tiện giao thông công nghệ mới, phương tiện giao thông đa tính năng. Quy định xe cơ giới khi tham gia giao thông phải lắp camera hành trình mà Bộ Công an đưa ra trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng, nhiều người khi mới mua xe đã lắp camera giám sát hành trình trong xe với mục đích nếu chẳng may xảy ra va chạm giao thông thì sẽ có chứng cứ để tính chuyện đúng sai. Tuy nhiên, nếu bắt buộc thì không nên, vì việc lắp hay không lắp liên quan đến vấn đề kinh tế, sở thích và nhu cầu của mỗi người. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, việc lắp camera hành trình bắt buộc là phù hợp để bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của tài xế khi có sự cố xảy ra. Hiện nay, số vụ tai nạn giao thông đang tăng lên rất cao, nhưng khi giải quyết lại rất khó khăn nếu tài xế xe lớn không đưa ra được bằng chứng để thanh minh trong trường hợp bị oan. Trước những băn khoăn trên, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết đây không phải là quy định bắt buộc mà chỉ khuyến khích thực hiện. Theo đó, cơ quan chức năng sẽ không thu thập dữ liệu từ các thiết bị này mà chỉ đề nghị người dân hợp tác, cung cấp khi xảy ra các sự cố trên đường hoặc ghi nhận được sự cố của xe khác. Trước đó, kể từ tháng 7, việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, thiết bị thu thập dữ liệu, hình ảnh người lái xe là yêu cầu bắt buộc đối với ô tô kinh doanh dịch vụ vận tải. Dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình, camera giám sát trên các xe vận tải được truyền tải về hệ thống phần mềm của Cục Đường bộ Việt Nam để phục vụ công tác quản lý,